Thế giới ngầm Yakuza Nhật Bản, kỳ 1, những ngón tay út kỳ dị. Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza giúp người ta có thể nhận dạng dễ dàng, đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn. Yakuza là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay, Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới. Vào thời kỳ các sứ quân, năm 1603 đến năm 1867, Yakuza chỉ gồm những nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên, sau đó thì làm lính đánh thuê cho các sứ quân. Năm 1881, Yakuza được tập hợp lại trong một tổ chức có tên Thương hội Biển Đen, chuyên hoạt động trên biển và giết người thuê. Cũng theo một số nguồn tin khác, Yakuza xuất phát từ Samurai vào thời kỳ Tokugawa năm 1543 đến năm 1616. Người sáng lập ra thời kỳ mặc phủ Edo đã không cần sử dụng hàng chục vạn samurai, dẫn tới nhiều người trong số này không có kế sinh nhai, chuyển thành đội quân chuyên cướp phá làng mạc tại những nơi mà họ đi qua trong đất nước. Và đây cũng là tiền thân cho tổ chức Yakuza sau này. Ya là 8, Ku là 9 và Ra là 3, một phức hợp số căn bản trong trò chơi Nhật cổ truyền. Từ Yakuza bao gồm hai nghĩa, thứ nhất là dãy chữ số 893, một phức hợp số căn bản trong một trò chơi Nhật cổ truyền. Thứ hai là vô ích hoặc không cần thiết, theo chữ tượng hình Nhật Bản. Yakuza, sau khi đi dần vào ổn định tổ chức, thì chúng nặng về mưu lợi kinh tế, thoát ly chính trị. Ban đầu, Yakuza không dính líu gì đến những nhóm yêu nước trên toàn Nhật Bản. Nhưng đến đầu thế kỷ 20, phong trào công nhân Nhật Bản phát triển mạnh. Hàng loạt tổ chức công đoàn mang khuynh hướng chính trị thiên tà được lập nên trong các nhà máy, đe dọa loại bỏ ảnh hưởng và quyền lợi của các nghiệp đoàn đen đã khiến các ông trùm Yakuza hoảng sợ, ngả dần về phía chủ nghĩa dân tộc cực hữu. Chúng nhanh chóng bị hấp dẫn và gia nhập hàng ngũ Kokuryu Kai, Hắc Long Giang Túy Hội, do Ryohei Uchida, người kế tục Mitsuru Toyama trong Huyền Dương xã thành lập năm 1901, một liên minh của những hiệp hội dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản. Kể từ đó, từ chỗ chỉ là những tên tội phạm đường phố, Yakuza đã chính thức tham gia vào những biến cố chính trị, trở thành những nhà ái quốc bẩn thỉu, lời các nhà sử học Nhật. Năm 1919, được Toyama thu nạp, những ông trùm Yakuza đã dẫn 60.000 lính của mình tham gia vào lực lượng nòng cốt cho tổ chức Dai Nippon Kokusakai, Đại Nhật Bản Túy Hội do nhà chính trị cực hữu này thành lập, đẩy nước Nhật trượt dài theo khuynh hướng phát xít. Trong vòng 15 năm, từ 1930 đến 1945, Yakuza đã gây ra 29 vụ chính biến, ám sát hai thủ tướng, hai bộ trưởng, góp phần đưa nước Nhật nhảy vào vòng xoáy chiến tranh thế giới lần thứ hai trong tư cách là thành viên phe phát xít. Dù có nhiều băng nhóm khác nhau, mỗi băng nhóm lại do những ông trùm khác nhau lãnh đạo, nhưng nhìn chung chúng đều tham gia hoạt động trên các lĩnh vực như kiểm soát thị trường lao động, kiểm soát về kinh doanh và đều có những âm mưu tham gia chính trường. Mặc dù có thời gian, Yakuza chủ trương không dính líu tới ma túy, không buôn bán, sản xuất, nhưng gần đây chúng đã tham gia rất tích cực vào buôn bán ma túy. Ngoài ra, chúng còn chi phối phần lớn lĩnh vực cờ bạc tại Nhật. Theo số liệu của cảnh sát Nhật, vào thời Hoàng Kim, Yakuza Nhật kiểm soát được từ 50 đến 150 tỷ USD ngoài sự kiểm soát của nhà nước, thu lãi khoảng 16 tỷ USD mỗi năm. Chỉ tính riêng Inagawa, ông trùm của mọi ông trùm, đã nắm trong tay gần 800 doanh nghiệp hợp pháp, thu về mỗi năm 200 triệu USD lợi nhuận, đồng thời được 119 ông trùm khác cống nạp liên tục, mỗi người 1.300 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, có một điều rất lạ là dù thế nào đi nữa, dù có tham gia rất nhiều vào các hoạt động phi pháp, nhưng Yakuza lại rất ít dính líu tới các vụ giết người hay thanh toán lẫn nhau. Minh chứng cho điều này, cả nước Nhật cũng chỉ ghi nhận được trên dưới 20 vụ giết người mỗi năm, như năm 1981 có 22 vụ giết người. Yakuza có khoảng 90.000 thành viên, chia thành khoảng 3.000 băng nhóm khác nhau, hoạt động khắp nơi trên lãnh thổ Nhật Bản và một số quốc gia khác. Các con số thống kê khác cho thấy, sau Thế chiến thứ hai, thành viên Yakuza lên đến 184.000, đông hơn cả quân đội Nhật Bản vào thời điểm lúc bấy giờ. Sau đó, quân số của Yakuza giảm dần, từ năm 1963 đến năm 1988, giảm chỉ còn khoảng 8 vạn thành viên. Một người nào đó muốn gia nhập Yakuza, sau khi đã đủ các điều kiện, đều phải trích máu ăn thề và phải săn mình, thường là những hình như rồng, phượng, núi non, hoa trên khắp cơ thể. Ngón tay út của một thành viên Yakuza bị chặt sau khi không làm vừa lòng ông chủ. Một điều đặc biệt của các thành viên Yakuza giúp ta có thể nhận dạng dễ dàng, đó là phần lớn đều có ngón tay út ngắn hơn bình thường hoặc mất hẳn. Nguyên do của điều này là theo luật của mafia Nhật, bất kỳ thành viên nào không hoàn thành lệnh cấp trên, lệnh của các ông trùm đều phải tự chặt một đốt ngón tay út. Những lần vi phạm sau sẽ lần lượt lấy đi những đốt tiếp theo của cả hai ngón tay út và có khi ở những ngón khác. Chính vì thế cho nên, phần lớn thành viên Yakuza mang những bàn tay không nguyên vẹn. Tuy vậy, ngày nay xăm mình và chặt ngón tay chỉ còn mang tính chất nghi thức. Theo thống kê trong những thành viên của Yakuza hiện tại, có hơn 90% tên xăm mình, 43% tên có bàn tay cụt ngón, nhiều tên cụt hai ngón và hơn nữa.
Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.